Xin chào các anh chị đã quay trở lại với bản tin tóm tắt thị trường phiên ngày 20 tháng 4 của kênh chứng khoán Minh Phụng. Ở phần thứ hai, chúng ta đi vào việc nhận định và đưa ra những kịch bản giao dịch tiếp theo cho thị trường ở những phiên sắp tới. Và phần thứ ba là việc cập nhật xu hướng của cổ phiếu, nhóm các cổ phiếu chính trên thị trường. Ở phần đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau nhìn vào bảng điện ngày hôm nay. Thì cả hai chỉ số VN-Index và cả chỉ số VN30 ngày hôm nay đều đóng cửa ở cái mức thấp nhất phiên, cho thấy cái áp lực bán nó vẫn còn đang khá là lớn với 381 mã cổ phiếu giảm, và chúng ta thấy là có đến 99 mã cổ phiếu là vẫn đang nằm trong cái áp lực bán sàn. Trong rổ VN30 thì chúng ta thấy là có một cổ phiếu nằm sàn ở đây là GVR này. Do vậy đến cái giai đoạn hiện tại thì chúng ta nhìn nhận là cái đà và cái áp lực tâm lý của thị trường nó vẫn đang khá là xấu, thì cái dư địa giảm này nó vẫn còn đang tiếp diễn này. Và theo cái đánh giá của mình thì hiện tại các cái chỉ số và các cái chỉ báo kỹ thuật về động lượng á, thì các anh chị thấy là gần như nó đã rơi vào những cái vùng quá bán trong cái thời gian vừa qua rồi. Tuy nhiên để mà cái lực giảm bán như thế này và có cơ hội hồi phục trở lại á, thì tất nhiên là cái việc quá bán không phải là nó dừng lại, mà vấn đề ở đây là chính là tâm lý của nhà đầu tư cần phải khôi phục trở lại và có cái sự bình tâm hơn, thì khi đó thị trường mới tạo đáy và đi lên được. Với cái hình thức như thế này thì phân tích và nhận định của chúng ta như sau. Đối với chỉ số VN-Index thì các anh chị thấy là cái vùng hỗ trợ cuối cùng mà chúng ta có thể kỳ vọng sẽ là cái khu vực cạnh dưới này, thì nó nằm đâu đó khu vực 1370 cho đến khu vực 1380 các anh chị nhé. Thì đây là cái hỗ trợ cuối cùng mà chúng ta kỳ vọng. Còn đối với cái chart giờ kỹ thuật chart VN-Index thì cái giai đoạn này bắt đầu xuất hiện một số cái dấu hiệu phân kỳ rồi. Đây này, một số cái dấu hiệu phân kỳ của vùng đáy. Thì khi mà có số dấu hiệu phân kỳ của vùng đáy này thì cái lực bán theo mình nó sẽ chững lại và bắt đầu có cái lực cầu. Thì cái sự tham gia của lực cầu ở đây thì chúng ta thấy là cái nhóm mà có thể gọi là tham gia vào sớm nhất thị trường khi mà thị trường nó đang điều chỉnh giảm á, đó là cái nhóm nhà đầu tư trung và dài hạn, đầu tư giá trị theo cái cổ phiếu và cái chất lượng của cái doanh nghiệp á, thì họ sẽ tham gia vào sớm hơn, sớm nhất để họ có thể tham gia gom ở những cái vùng giá tốt, có cái chiết khấu cao, thuận lợi cho cái việc nắm giữ lâu dài. Thì đó là một số cái đặc điểm mình nhận ra ở trong cái diễn biến kết phiên ngày hôm nay, thì đó là một số cái điểm nhấn tương đối là tích cực để các anh chị có thể kỳ vọng những cái nhịp hồi. Tuy nhiên như mình đã nói là hiện tại thị trường của chúng ta vẫn đang bị sự hoảng loạn về mặt tâm lý này. Dù cái chỉ số quá bán nó có thể rơi vào cái vùng quá bán thấp nhất rồi, tuy nhiên nó chưa đủ khả năng hồi phục, tại vì tâm lý nó đang áp đảo. Mà tâm lý nó đang áp đảo rồi thì chúng ta cần phải sự bình tâm. Và sự bình tâm này trở lại theo mình đánh giá là nó phải phụ thuộc vào cái phiên đáo hạn phái sinh là phần lớn. Thì kết thúc phiên ngày hôm nay, chỉ số hợp đồng phái sinh tháng 4 thì chúng ta thấy là nó có độ lệch khoảng 4.5 điểm so với cái chỉ số VN30. Do vậy thì bây giờ nó cũng đã dần đạt được cái trạng thái cân bằng rồi. Do vậy thì để mà thị trường nó ổn định trở lại thì theo đánh giá của mình thì chúng ta phải qua cái thứ năm, tức là phiên đáo hạn phái sinh. Thì như vậy thì phiên cuối tuần cho đến cái phiên đầu tuần sau đó, thì mọi thứ nó mới ổn định trở lại, và khi đó thì chúng ta mới có một trong những cái nhịp hồi nó bền vững hơn ở trong cái giai đoạn hiện tại của chỉ số VN-Index của thị trường đó anh chị nhé. Thì trong phiên ngày hôm nay thì chúng ta nhìn nhận một số cổ phiếu mà nó vẫn còn là tích cực so với thị trường chung, thì chúng ta phải kể tên một số cái cổ phiếu như là MT này vẫn giữ được cái nhịp đi ngang, không thực sự xuất sắc bởi vì cái tính chất dòng tiền đoạn này nó ở cái mức tầm trung thôi, tức là nó chưa tạo trend, vẫn đang trong cái vùng tích lũy nằm ngang thôi các anh chị nhé. Hoặc là ACL thì con này cũng đang có cái tín hiệu là dẫn dắt và liên tục giữ được cái xu hướng tăng trong cái nhóm ngành thủy sản á. Ngoài ra thì chúng ta còn thấy cái nhóm thủy sản nó còn có được sự của tăng trưởng của cổ phiếu ANV này, ngày hôm nay cũng đã tiếp tục giữ được cái sắc tím và chúng ta thấy liên tục trong cái đà tăng. Thì một số nhóm cổ phiếu ngày hôm nay tăng tốt thì chúng ta phải tổng hợp đến cái nhóm gọi là thực phẩm và đồ uống. Thì các anh chị nhìn vào đây, chúng ta đưa vào cái tab thực phẩm và đồ uống này, thì tab thực phẩm và đồ uống này có các cổ phiếu tích cực như là Masan. Masan thì chúng ta thấy là nó vẫn đang giữ được cái xu hướng sideways, tức là đi ngang là chính này. Masan đây sẽ quay đi ngang, ngày hôm nay đi trên cái vùng MA20 và đang tạo cái nền ở đây, thì chúng ta thấy là cái nền tăng tích lũy các anh chị nhé. Masan này chúng ta kể ra đây đang có cái nền tăng tích lũy và đã quay trở lại được cái nền tăng này. Đó, thì đây là cái nền tăng, tuy nhiên cái nền tăng này nó tích lũy với cái dạng là tương đối là yếu và dòng tiền lớn vẫn chưa vào, do vậy thì các anh chị muốn mua thì chỉ thăm dò được 30% tỷ trọng ở cái khu vực giá 122 cho đến khu vực giá 125 là được các anh chị nhé. Đó là Masan. Còn để mà gia tăng được thì nó phải thoát cái vùng tích lũy này và giao dịch vận động trên vùng 130 thì chúng ta mới gia tăng được đối với cổ phiếu Masan. Hiện tại Masan thì cái áp lực bán này nó bị gãy cái kênh, do vậy thì chỉ thăm dò ở mức độ 30% khu vực giá mình có báo các anh chị đó.
Đó, thì cái nhóm thực phẩm đồ uống ngày hôm nay thì có Masan này. Chúng ta dò thêm thì có VHC đúng không ạ? VHC một trong những cổ phiếu của nhóm thủy sản hiện tại cũng đang khá là mạnh này. Con này thì giữ trung hạn cực kỳ tốt. Thì sau cái phiên bị bán giảm ngày hôm nay thì VHC lại tiếp tục kéo và giữ lại cái nền 105, 106. Với cái động thái như thế này thì khả năng tiếp diễn cái nhịp tăng này, kéo lên khu vực giá Fibonacci ở phía bên trên này. Tức là tương ứng với vùng giá ở đây là vùng 113. Đó, thì con này vẫn đang giữ được cái trend và cái sức khỏe tốt. Thì xu hướng này vẫn đang là xu hướng tăng đối với VHC này các anh chị. Chúng ta dò thêm ở dưới này thì còn có gì? ANV thì con này liên tục có cái sắc tím. À, đoạn thời gian vừa qua thì nó cũng tăng rất là tốt này. À, phiên ngày hôm nay có một cái nhịp test lắp gáp trở lại khu vực giá 43.8, khu vực giá 44, sau đó tiếp tục kéo tăng lên. À, thì đây là cái nến tăng và duy trì được cái dòng tiền ổn định. Do vậy thì với cái xu hướng này thì chúng ta kỳ vọng cái nhịp mục tiêu sắp tới là khu vực giá 55 cổ phiếu ANV. SAB cũng đang khá là ổn này, chúng ta thấy là nó đang có hỗ trợ vùng 169 các anh chị nha. Do vậy thì trong khu vực 169, 173 đây thì các anh chị mua được đối với cổ phiếu SAB. Mục tiêu kỳ vọng đó là vùng 185, 187 mục tiêu này. Con này đang có hỗ trợ nền, thì ngày hôm nay đã test thành công rồi đó. Khả năng thì bật tăng theo cái nhịp này. Đó, do vậy thì anh chị muốn mua thì canh những cái nhịp giá đỏ trong phiên hoặc là quanh giá tham chiếu thì anh chị mua vào là ổn. Dòng tiền đoạn này duy trì cao và có cái xu hướng là giữ được cái trend tăng các anh chị nhé. À, động thái xấu nhất là bị đánh gãy hỗ trợ khu vực giá 166, 165 thì chúng ta cắt bỏ. Đó là SAB. Còn gì nữa? Đó là cái nhóm thực phẩm đồ uống tương đối là tích cực. Một cái nhóm nữa có thể chú ý đó là cái nhóm dịch vụ truyền thông. Chúng ta thấy là những nhóm truyền thông này thì phải kể tên đến một số cổ phiếu như là truyền thông và du lịch giải trí á, thì chúng ta để ý thêm một số con ở đây, ví dụ như là MWG. Nhóm này thuộc về nhóm cổ phiếu này thuộc về nhóm bán lẻ này. Tuy nhiên đang tích lũy trên vùng đỉnh thì chúng ta cũng khó vào. Như vậy thì theo dõi thêm, nếu như nó chỉnh sâu hơn về vùng 150 á, gần 150 thì chúng ta tham gia được đối với cổ phiếu MWG. DGWK thì ngày hôm nay chỉnh sâu quá thì chúng ta chưa vội vào. FLT này, con này vẫn đang giữ nền. Tuy nhiên thì cái khu vực này nó đang tích lũy khá xa so với nền thì cũng khó có điểm vào mới các anh chị nhé. Mua thì mua đuổi, hơi rủi ro trong cái giai đoạn này. Ở dưới này thì có Vietjet thì có báo các anh chị gom rồi đó. Vietjet vẫn đang giữ nền và giữ khu vực tích lũy thì nó điều chỉnh nhẹ đâu đó 140, 143, 142 ở đây thì vẫn tham gia được với tỷ trọng 40% đối với Vietjet, vẫn đang giữ nền các anh chị nhé. Vẫn đang giữ nền. Rồi một số con này thì gãy rồi. Rồi tiếp tục chúng ta lướt qua các cổ phiếu nằm trong rổ VN30. À, chúng ta xem như thế nào. VN30 thì gần như là đã gãy gần hết rồi. Thì chỉ còn một số con như là BVH này. Một số con giữ nền được như là BVH, FPT. BVH cổ phiếu của ngành bảo Việt. Mình bảo hiểm này. Con này bắt đầu gãy hỗ trợ thì chúng ta không vào nữa. Đợi nó cân bằng trở lại rồi chúng ta tham gia sau nha. Bây giờ nó bắt đầu bán xuống gãy cái hỗ trợ 64 này, 64, 65 này. Thì xu hướng ở đây là điều chỉnh trở lại test đáy một lần nữa. Thành công thì nó mới bật lên được. Đó. Đáy là khu vực giá 60.5 ở phía bên dưới này. 60, 60.5 ở phía bên dưới này. Bảo Việt. FPT thì giữ nền. Tuy nhiên cũng chúng ta xem thử có tích cực hay không để mở điểm mua. Giữ nền này. Rất là giống với MWG. Giữ cái nền khá là cao. Do vậy thì muốn mua thì phải đợi sát vùng 109, 108 ấy, để chúng ta thăm dò. À. Rồi tương đối gãy khá là nhiều các anh chị nhé, gãy khá là nhiều. Masan thì chúng ta phân tích rồi, thế giới di động phân tích rồi. Binzy cũng đang giữ nền cao này, con này chỉnh về đâu đó tầm 115 là có cơ hội để các anh chị tham gia được. Con này vẫn đang trong cái trạng thái và xu hướng tăng các anh chị nhé. Đó thì con này về đâu đó 115, 116 là có cái điểm mua, đó là với Binzy. Lọc nhanh SAB rồi, có phân tích rồi. Đoạn ở phía dưới này gãy khá nhiều đúng không? Gãy khá nhiều. Đó, gãy thì đoạn này chúng ta không tham gia những cái con đang gãy các anh chị nhé. Những con nào đang bị yếu thì thông thường cái giai đoạn này áp lực bán nó lại còn dâng cao chứ nó không tạo đáy đi lên được. Vì dòng tiền bây giờ cái áp lực nó rút ra khá là mạnh và tâm lý của nhà đầu tư cũng có phần hoang mang khá là nhiều rồi. Đó, không giữ được cái bình tĩnh là liên tục bán tháo khi mà giá nó điều chỉnh. Do vậy thì những con yếu thì đặc biệt là chúng ta không tham gia ở giai đoạn này. Anh chị lưu ý nha. Chúng ta chọn một số con giữ nền con khỏe thôi. Thì nó tránh được cái tình trạng bán tháo nó tốt hơn. Rồi gần như nhóm VN30 chỉ còn vài con là tương đối để chúng ta theo dõi thôi. Nhóm ngân hàng. Nhóm ngân hàng cũng như là gãy khá là nhiều rồi. Gãy khá là nhiều. Tạm thời theo dõi các anh chị nha. Theo dõi thêm. Khi nào thị trường nó tạo đáy và nhà đầu tư ổn định tâm lý thì chúng ta mới thăm dò
Khi đó thì chúng ta mới xem xét cái tính chất định giá, rồi chúng ta mới phân tích cái nền cơ bản và cái nội tại, bắt đầu chúng ta tham gia vào chứng khoán này. Chứng khoán cũng gãy khá là nhiều, gãy khá là nhiều. À, cũng gãy hết rồi, chỉ có một vài con hồi phục trong phiên ngày hôm nay, ví dụ như HCM, VND, SSI đó, một số con đồng hành thì nó hồi phục thôi, hồi phục nhẹ cánh vậy nhá. Đó, còn xu hướng chung vẫn là gãy ngắn hạn và xu hướng dòng tiền bị bán ra khá là mạnh này. Thép. Thép thì cũng đang bị gãy, gãy khá là nhiều, cũng chưa có cái điểm gì cơ bản để chúng ta vào trở lại trong cái thị trường nó khá là xấu như thế này. Dầu. Dầu thì cũng đang bị gãy chung, đó, các cái nhóm này bây giờ vẫn đang bị gãy chung khá là yếu rồi các anh chị nhé. Bất động sản. Bất động sản thì có thể cơ cấu tham gia một số cái con giữ nền mạnh được thì chúng ta vẫn kỳ vọng được cái nhóm này. Thì một số cái cổ phiếu đại diện của nhóm bất động sản mà các anh chị có thể cân nhắc để chúng ta tham gia vào trong cái giai đoạn này thì một số cái tên như sau: Nam Long, KDH, một số cái nền này, BDR này, đó, cái trạng thái này, những cái con mà đang hồi phục và giữ cái nền thì chúng ta cân nhắc, chúng ta để ý nó, khi nào nó có cơ hội tính chất tốt thì chúng ta tham gia trở lại. Còn HDG đoạn trước tốt, tuy nhiên phiên ngày hôm nay lại có cái áp lực bán rồi thì chúng ta tạm thời chúng ta loại ra khỏi cái danh mục nha, loại ra khỏi danh mục. Chú ý ba con này trước tiên: Nam Long, KDH và BDR. Nam Long này, Nam Long đang sát cái nền hỗ trợ 49. Như vậy theo dõi thêm 1-2 phiên nữa, nếu như mới giữ được cái mốc 49 á thì chúng ta mua thăm dò. Còn thủng thì thôi, chúng ta phải đợi cái nền mới, đó là cái nền 46 ở phía bên dưới này đối với Nam Long này. KDH. KDH cũng như vậy, đang bám cái nền 49. À, 49.5. Như vậy theo dõi thêm vài phiên, giữ được trên cái giá 49 này thì có thể thăm dò, tại vì đây là khu vực hỗ trợ của KDH này. Rồi BDR. BDR thì đang về sát cái hỗ trợ này các anh chị. Đây, về sát cái hỗ trợ 62. Như vậy thì loanh quanh 62, giữ được nền 62 thì vẫn là cái cơ hội để các anh chị thăm dò. Đó là ba cái con cổ phiếu của nhóm bất động sản có thể cân nhắc. Nhóm dịch vụ công nghiệp thì cũng đã gãy chung này, gãy chung hết rồi đúng không ạ? Thì chỉ còn có HAH là giữ nền, tuy nhiên bắt đầu giai đoạn này cũng có cái sự phân hóa và bắt đầu có áp lực bán rồi, tạm thời chúng ta theo dõi thêm. Thực phẩm thì mình có phân tích rồi, con nào khỏe, con nào tốt thì lọc ra rồi các anh chị nhé. Tại vì bây giờ nhóm thực phẩm và cái nhóm đồ uống là cái nhóm coi như là vẫn còn giữ được cái sắc xanh đó, còn lại thì đa phần nó bị gãy và điều chỉnh hết. Điện nước. Điện nước thì đoạn này có NT2, có BBKE. BBKE thì là thuộc hàng về cổ phiếu phòng thủ và mua nắm giữ trung hạn rồi. Thì những cái con này, cái chiến lược của mình đã chia sẻ gánh chị từ đầu rồi. Đó là cái giai đoạn mà nó giảm ở đây thì chúng ta gom ở phía bên dưới này. Đó, gom dưới này. Còn khi nó đã tăng thì bây giờ nắm giữ thôi, mình không có khuyến nghị tham gia. Mình chỉ khuyến nghị tham gia khi mà nó điều chỉnh giảm và gãy thật sâu thì mình tham gia những cái con phòng thủ này. Nha. NT2 cũng khá là tích cực, chúng ta xem có điểm mua hay không anh chị nhé. NT2 khá là ổn, các anh chị có thể canh thăm dò một ít khu vực giá 23, tức là từ vùng 23 cho đến vùng 24 là có điểm mua đối với NT2 này. Đó. Nhóm hóa. Nhóm hóa thì cũng đang điều chỉnh rồi. Nhóm khu công nghiệp. Khu công nghiệp thì đang bị gãy, bất động sản khu công nghiệp đang bị gãy khá là nhiều. Nhóm bán lẻ. Nhóm bán lẻ thì chú ý MWG, chú ý và FRT, những con này tự nhiên thì nền mua nó lại khá là cao. Như vậy thì rủi ro chúng ta cũng khó vào. Nhóm dệt may. Dệt may cũng đang điều chỉnh này. Nhóm dệt may thì ổn hơn. Như vậy thì bây giờ chỉ còn cái nhóm thực phẩm là một số cổ phiếu là chúng ta chú ý được. Đó, và cái nhóm dệt cũng một số cổ phiếu chú ý được. Đó, đó là một số cổ phiếu và các anh chị chú ý để chúng ta theo dõi. À, giai đoạn này thì thị trường của chúng ta nó đang điều chỉnh, như vậy thì chủ yếu là chúng ta theo dõi là chính, và mua thì chỉ ở mức độ tỷ trọng thăm dò thôi, 30-40% thôi, không mua nhiều và tỷ trọng margin cũng không sử dụng được anh chị nhé. Rồi phần tiếp theo thì chúng ta trả lời một số câu hỏi bình luận của các anh chị ở phía bên dưới này để chúng ta sẽ cùng nhau hỗ trợ các anh chị trong cái giai đoạn này. Thì theo mình đây là một trong những cái giai đoạn khó khăn nhất của thị trường, như vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành để hỗ trợ các anh chị. Với cái nội dung video như thế này thì chúng ta hy vọng là hỗ trợ cho các anh chị về mặt tâm lý trước tiên này, để các anh chị ổn định. Và khi mà tâm lý ổn định rồi, chúng ta sẽ đưa ra cái cách xử lý cho nó phù hợp với từng cổ phiếu, từng danh mục của các anh chị đang nắm giữ, cho nó cân bằng trở lại. Câu hỏi của bạn về các cổ phiếu như là TVN, như là VIT,
như là hoa sen. À, bạn có mua các cái vùng giá 16, 21.8 và 35.6 này. À, em chưa có thoát hàng kịp, giờ em có nên cắt lỗ hay không? Hay em đầu tư trung hạn luôn và mua thêm để trung bình giá được không anh? Rồi, cái câu hỏi của bạn cũng khá là hay để chúng ta có thể xử lý được cái danh mục đầu tư của chúng ta. Như vậy thì để mà chúng ta mua trung bình giá được thì thứ nhất là chúng ta phải mua trung bình những cái cổ phiếu nào có cái nền tảng tài chính tốt, những cái cổ phiếu nào có cái tốc độ tăng trưởng để chúng ta kỳ vọng là sau những cái nhịp hồi phục này nè là như thế nào. Nhà đầu tư trung hạn, nhà đầu tư giá trị họ có cái dòng tiền họ gom vào những cái cổ phiếu tốt này thì khi đó mức độ hồi phục và mức độ tăng trưởng nó sẽ ổn định. Như vậy thì những cái cổ phiếu nào có nền tảng này, có cái tiềm năng và cái kỳ vọng trong tương lai sẽ là những cái cổ phiếu chúng ta có thể cân nhắc cái việc mua trung bình. Tất nhiên là cái việc mua trung bình này nó phải đảm bảo về yếu tố nội tại, và cái yếu tố thứ hai nó phải là cái vùng hỗ trợ, chúng ta gọi là cái vùng support, hỗ trợ tiềm năng, thì đó là những cái vùng mà chúng ta nên mua gom, chứ không phải là mua vùng nào cũng được anh chị ha. Ví dụ chúng ta có nhiều tiền thì vùng nào chúng ta thấy nó giảm là chúng ta mua, còn khi mà đã ít tiền ít vốn rồi thì phải chờ về hỗ trợ tiềm năng để gom, còn nếu không về hỗ trợ tiềm năng thì chúng ta bỏ qua, chúng ta chờ đợi và chúng ta theo dõi. Thì bây giờ mình mới đi vào cái việc phân tích các cái cổ phiếu này nó như thế nào các anh chị nhé. Đầu tiên là cổ phiếu TVN, chúng ta hãy xem cái nội tại của nó như sao. Thì các anh chị thấy là nội tại của TVN tương đối là thấp, rất yếu. À, chúng ta thấy là yếu về thanh khoản và yếu về cái nội tại, tức là chỉ có 1/8 tiêu chí thôi. Ở đây thì nó tăng trưởng khi và chỉ khi cái dòng tiền nó đi vào nhóm ngành thép thì TVN nó mới có cái hiệu quả thôi. Và cái điểm mua của bạn là ở vùng 16. Thì nếu như mua vùng 16 và cái nội tại yếu như thế nào thì cái kỷ luật đầu tư của chúng ta là phải cắt đúng cái vùng cắt lỗ này là khu vực giá 14.9 hay là khu vực giá 15, tức là nó thủng là chúng ta phải cắt. À, trên cái vùng đó là chúng ta cắt trước 30-50% tỷ trọng rồi. Khi thủng luôn cái vùng này thì chúng ta phải chấp nhận là chúng ta phải cắt hết đối với cái cổ phiếu TVN này. Còn hiện tại chúng ta đang nắm giữ thì cái cách xử lý như thế nào? Ở đây, nó cũng giảm khá là sâu rồi các anh chị nhé. Giảm về cơ bản khá là sâu. Gần như cái kỹ thuật nó là rơi vào vùng quá bán. Tuy nhiên giai đoạn này là cái giai đoạn tâm lý, dù cái chỉ báo nó có rơi vào vùng quá bán đi thì nó cũng không dừng lại mà là tiếp tục bán. Anh chị lưu ý chúng ta phân tích kỹ thuật, chúng ta phải hiểu rõ bản chất của nó nha. Giai đoạn các anh chị cứ hiểu nhầm là nó rơi vào vùng quá bán là nó sẽ tăng trở lại, không phải đâu anh chị. Nó chỉ đúng khi mà giai đoạn của chúng ta thuận về cái tính chất dòng tiền thôi. Còn bây giờ là cái giai đoạn tâm lý nó áp đảo rồi thì phân tích kỹ thuật nó chỉ đúng đâu đó 40-50% thôi, và cái tỷ lệ phân tích kỹ thuật nó không có cao. Thì bây giờ đối với TVN thì các anh chị thấy là nó cũng đã về sát cái vùng đáy cũ ở đây rồi, không ạ? Đó là cái vùng 13. Và cái hỗ trợ cuối ở đây là vùng 12.5 cho đến là vùng 13 rồi. Đó. Thì bây giờ đến cái vùng này thì cái cổ phiếu này chúng ta hạn chế không có mua trung bình. Chúng ta phải cố gắng tìm cái cách hạ tỷ trọng chứ không phải là mua thêm tỷ trọng. Tại vì cái nội tại nó rất là xấu này, rất là xấu. Thì chúng ta phải tìm cái cách để hạ tỷ trọng chứ không thể nào mà các anh chị gia tăng tỷ trọng thêm một cái cổ phiếu mà nó không có cái kỳ vọng nhiều. À, do vậy thì ở đây nó đang giảm như thế này. Thì theo cái chiến lược của mình thì các anh chị nên canh những cái nhịp này, các anh chị hạ bớt như thế nào 10-20% trước tiên cái đã này, để nó giảm cái áp lực danh mục và giảm áp lực tâm lý của các anh chị cho các anh chị xử lý cho nó ổn định. Và theo dõi thêm cái giai đoạn này nó sẽ có hỗ trợ vùng 12.5 và vùng 13. Lanh quanh vùng này không gãy là ổn. Thì chúng ta tiếp tục chờ cái nhịp nó hồi phục lên để chúng ta tiếp tục cơ cấu và hạ tỷ trọng ra nha. Cố gắng hạ tỷ trọng, không mua thêm đối với con TVN này, tại vì cái nội tại không đảm bảo. Thứ hai đó là cổ phiếu VIX vùng 21.8. Đó, con này đúng á, thì phải cắt lỗ ở vùng 20 rồi. Bây giờ nó đã về vùng 16, đúng không ạ? Về vùng 16. Bây giờ soi vào cái nội tại này. Con này nội tại tương đối là ổn, 6/8 tiêu chí, thanh khoản và mức độ tăng trưởng cũng khá là cao. Vậy thì khi mà thị trường hồi phục thì khả năng cái nhóm chứng khoán và cái dòng chứng khoán, những cái con lít, những cái con dẫn dắt á, nó sẽ hồi phục nhanh. Thì chúng ta chú ý một số con như là con VND này. Đó, những cái con này nó hồi phục sẽ tốt hơn. Con VND này các anh chị nhé. Đó, thì mình có kỳ vọng được cái con VND này trong cái nhóm trung hạn thôi. Còn những cái con khác thì gần như nó gãy nền và nó điều chỉnh khá là sâu. Do vậy thì phải đợi cơ hội nó hồi phục lại trở đã. Đó. Bây giờ cái cổ phiếu VIP. VIP đây. VIP thì nó đã gãy luôn cái hỗ trợ ở đoạn phía bên dưới này. Đây, nó thủng gãy hỗ trợ và nó liên tục tìm về những cái hỗ trợ sâu hơn. Thì chúng ta hãy coi cái kênh điều chỉnh của cổ phiếu VIP đây các anh chị nhé. Thì với cái khả năng điều chỉnh như thế này thì VIP có khả năng tiến sát về khu vực 14 thì sau đó mới hồi phục được. Đây này.
tiến sát về vùng này mới bắt đầu có khả năng hồi phục lên đâu đó được cái khu vực giá 16-16.5 ở trên này thôi nha. Đó là cái khả năng của VIX. Thì như vậy VIX có cái nội tại tốt thì có nên mua trung bình hay không? Bạn đã giữ đến vùng này thì theo mình các anh chị tiếp tục nắm giữ và đợi cái vùng tiệm cận cái kênh hỗ trợ kênh ở phía bên dưới này này, tức là từ vùng 15 trở xuống cho đến khu vực giá 14 loanh quanh vùng này, có tín hiệu tạo đáy, có tín hiệu phân kỳ và có những cái vùng hồi phục á, thì chúng ta có thể gom thêm một ít ở vùng này, chúng ta lướt T cộng đợi cái nhịp hồi phục lên để chúng ta cưa chân màng và hạ bớt cái giá vốn đi. Còn VIX này thì có thể kỳ vọng được các anh chị nhé. Tiếp theo đó là con HSG Hoa Sen. Hoa Sen thì chúng ta thấy là cũng gần tiệm cận hỗ trợ rồi thì có thể nắm giữ theo dõi thêm. Quan trọng ở đây là cái nội tại của nó có ổn hay không để chúng ta còn cân nhắc, để chúng ta còn nắm giữ lại, đúng không? Thì anh chị có mua vùng 35.6 này. Đó, thì theo đúng kỷ luật thì nó phải cắt lỗ vùng 33 để chúng ta thoát ra và chúng ta chờ đợi cái nhịp mới. Thì soi về nội tại thì Hoa Sen khá là ổn. Đây, khá là ổn này. Đó. Thì giữ lại Hoa Sen được. Các anh chị đang bị một cái lỗi ở đây là nắm giữ hai con cùng ngành, đó là hai con thép. Đó, thì các anh chị thấy là nếu nó chỉnh thì hai con thép này gần như là đi toi luôn. Như vậy thì theo mình nói là chúng ta loại bỏ con TVN ở đây ở trong những cái nhịp hồi đi, cắt bỏ cơ cấu, còn giữ lại con Hoa Sen thì các anh chị giữ lại. Bây giờ chúng ta theo dõi này vùng nào để chúng ta canh trung bình đối với con Hoa Sen. Thì Hoa Sen loanh quanh vùng này có hỗ trợ 29, như vậy theo dõi thêm 2 cho đến 3 phiên nữa, vùng 29 này không bị đánh thủng á, có cơ hội tạo đáy và hồi phục trở lại thì có thể mua trung bình đoạn này. À, còn gãy 29 này thì bắt buộc phải đợi về vùng 23 luôn, khá là sâu á các anh chị, khá là sâu á. À, do vậy thì theo dõi 2-3 phiên nữa nó có xác nhận thì chúng ta mới vào. Đoạn này không vào đại được, phải đợi xác nhận thì chúng ta mới vào các anh chị nhé. Đó là Hoa Sen. Bạn có hỏi về Hòa Phát có đảm tiêu bảo cái tiêu chí nắm giữ trung hạn hay không, đúng không ạ? Chúng ta sẽ soi nội tại đối với Hòa Phát. Hòa Phát đảm bảo tiêu chí này. À, một hàng cơ bản rất là tốt và chúng ta thấy là 7 trên 8 tiêu chí, nội tại rất là cao, đúng không ạ? Thì cái vấn đề để mà giữ trung hạn á, nó liên quan cái thứ hai nữa, đó là cái gì, cái vùng giá các anh chị mua nữa kìa. Vùng giá các anh chị mua so với cái định giá của cổ phiếu nó cho thấy là cái mức độ biên an toàn nó đủ cao hay không để chúng ta nắm giữ. Ngoài cái nội tại như thế này thì nó còn phải liên quan đến cái vùng gom, vùng mua, vùng gom của chúng ta để chúng ta mới thấy được cái biên an toàn của chúng ta nó như thế nào, nó có tốt hay không. À, riêng đối với cổ phiếu Hòa Phát á, thì cái mức định giá nó tầm vùng 60. Với cái vùng 60 này thì vùng 43 chúng ta mua thì nó tương đối là ổn rồi. Đây là cái vùng tương đối là ổn để giai đoạn này các nhà đầu tư trung hạn và đầu tư giá trị bắt đầu gom đối với Hòa Phát các anh chị. Đó, đó là cái vùng mà chúng ta gom tương đối là ổn đối với cái việc nhịp này. Bây giờ chúng ta xem cái chặt của Hòa Phát này. Hòa Phát như thế nào? Hòa Phát rất là tốt về cái gì? Về nội tại, về tốc độ tăng trưởng, đảm bảo cho chúng ta một cái tính chất an toàn lâu dài, trung và dài hạn và đầu tư cho giá trị. Với cái mức định giá 60 này thì cái biên an toàn tốt để chúng ta có thể mua gom vào và nắm giữ đó là từ vùng 43 đổ lại. Thì khi đó cái biên an toàn tương đối ổn và tương đối là tốt để chúng ta có thể an tâm đầu tư và nắm giữ. Như vậy thì từ vùng 3 cho đến vùng 41 ở đây chúng ta thấy là có hỗ trợ. Và quanh quanh cái đoạn này là một trong những cái điểm chúng ta có thể mua gom để đầu tư và nắm giữ đối với Hòa Phát. Đó, đó là một trong những cái điểm gom, đó là 40 cho đến 43. Còn nếu như mà nó tiếp tục đâm xuyên thủng vùng này thì cái vùng tiếp theo chúng ta chờ để chúng ta gom là vùng nào? Phải là vùng 35. Đó, đó là một trong những cái vùng chú ý để chúng ta gom và đầu tư trung và dài hạn đối với cổ phiếu Hòa Phát. Rồi, câu hỏi tiếp theo về SJC và về HBC các anh chị nhé. SJC thì có mua vùng giá 74. 74 thì vùng cắt lỗ là vùng 69. Đó, thì bây giờ nó cũng khá xa rồi, nó về vùng 60 rồi, 60 61 rồi. Thì bây giờ coi thì bây giờ có nên giữ để trung bình hay không thôi, chứ còn bây giờ chúng ta đã qua cái vùng cắt lỗ rồi thì cái cách xử lý nó phải khác. Muốn cắt lỗ thì phải cắt sớm ở cái đoạn này 69, 68, 68 thì phải cắt lỗ để bỏ rồi, loại bỏ rồi. Còn bây giờ nắm giữ đến bây giờ thì chỉ còn cái chiến lược là chờ nó về cái vùng hỗ trợ tiềm năng để chúng ta gom trung bình giá thôi và chờ đợi cái nhịp hồi. Thì con này chúng ta thấy là 5 trên 8 tiêu chí và mức độ tăng trưởng cũng khá là ổn trong cái nhóm đầu tư công nghiệp. Thì như vậy thì cũng khá là thuận lợi để chúng ta chờ nó giảm thêm và chúng ta gom trở lại, đúng không ạ? Chờ giảm thêm và gom trở lại. Hiện tại thì chúng ta vẽ cái kênh giảm của cổ phiếu SJC nó đang ở mục tiêu như thế này. Thì các anh chị thấy đây là cái kênh giảm và cái kênh điều chỉnh.
Hiện tại nó đã xuyên qua cái vùng hỗ trợ này mà chúng ta kỳ vọng này, thì bây giờ nó đang chạm vào cái kênh hỗ trợ tại đây. Cái kênh hỗ trợ tại đây thì nó có cái nền hỗ trợ tiếp theo, đó là vùng 57 anh chị nhé. Đây, nó kéo từ đây ra này, nó sẽ có hỗ trợ tiếp theo, đó là nền 57. Do vậy thì hiện tại cái lực bán vẫn còn khá là mạnh, ba cái cây nến liên tục ở đây là ba cây nến còn quả đen thì nó sẽ giảm khá là sâu. Thì khả năng nó để nó giảm lực bán thì chúng ta phải về cái vùng 56, 57 ở đây và ổn định, có tính chất tạo đáy, thì các anh chị loanh quanh gom vùng này một ít thì chúng ta trung bình bớt cái giá này và chờ đợi nó hồi phục để chúng ta cơ cấu dần dần anh chị nhé. Tại vì nó quá cái điểm cắt lỗ của chúng ta khá là sâu rồi, chúng ta giữ ở đây thì chúng ta phải xử lý cái hướng nó khác. HBC vùng 26. Rồi HBC vùng mua 26, đúng á, là chúng ta phải cắt lỗ cái vùng 24, đúng không? Gãy 24, 24.2 là chúng ta phải cắt lỗ, chúng ta thoát ra chờ cái nhịp mới. Thì con này nhìn vào bên này thì nó khá là xấu rồi, chúng ta không trung bình giá, tức là không mua thêm nữa để nâng thêm cái tỷ trọng nữa, nó sẽ rủi ro thêm cho chúng ta. Mà chúng ta phải cố gắng là hạ tỷ trọng bằng mọi cách khi nó hồi. Đó, nhưng con này nó gãy sâu quá rồi, gãy khá là sâu anh chị ạ. Gãy khá là sâu. Thì những con như thế này thì chúng ta phải như thế nào? Chúng ta phải tìm cái cách là chúng ta phải hạ tỷ trọng bằng mọi cách khi mà nó hồi. Hiện tại thì theo cái kênh giảm như thế này á, thì nó sẽ có hỗ trợ ở dưới này, đó là vùng 19.5. Thì chúng ta theo dõi nó cũng gần về cái hỗ trợ này rồi. Nên chúng ta cố gắng về đêm này. Thì đoạn này các anh chị có thể giảm trước 10-20% để giảm áp lực và có cái tâm lý nó tốt hơn một tí. Và đợi về vùng 19.5, 19 mà nó có phản hồi lên trên này á, thì đâu đó vùng 21-20 trên này thì chúng ta canh, chúng ta hạ tỷ trọng. Và hạ tỷ trọng dần dần ở những nhịp tăng để chúng ta thoát dần nó ra các anh chị nhé. Những con này ít kỳ vọng được và không nên trung bình giá, không nên trung bình giá các anh chị nhé. Câu hỏi về FRT và cả DBM. FRT thì mình mua vùng 160 đúng không ạ? FRT 160 chứ là mua ngắn hạn đoạn này thì đang có lợi nhuận, thì các anh chị nên chốt bớt 50%, 40-50% đoạn này để giữ lãi thôi. Còn đoạn này thị trường của chúng ta cũng không nên giữ tỷ trọng cao, tại vì cái điểm mua ở đây cũng không phải là điểm mua thực sự tốt đâu. Điểm mua tốt nó phải nằm ở dưới vùng 100, ở phía dưới này trở xuống này thì mới nắm giữ giai đoạn này. Giai đoạn này thì các anh chị mua thì có lợi rồi, thì canh chốt 50% đây, chỉ giữ 50% thôi, và canh cái mức chặn lãi ở khu vực giá 167, tức là thủng 167 thì chúng ta chấp nhận bán hết, còn loanh quanh trên vùng này thì đợi có lợi thêm là chúng ta bán sau. Kỳ vọng mục tiêu đó là vùng 180 các anh chị nhé. FRT DBM vùng 75. DBM vùng 75 tức là mua trên vùng đỉnh này khá là cao á, bây giờ nó giảm thì các anh chị cân nhắc cái việc chúng ta hạ tỷ trọng 50%, cố gắng là chúng ta hạ tỷ trọng 50% trên khu vực này. Còn nếu như trường hợp xấu hơn nữa mà nó thủng khu vực giá 68, 69 hỗ trợ thì chúng ta bán bỏ hết, tại vì nó gãy vi phạm cái MA20 trong ngắn hạn này. Câu hỏi về Đạt Phương, về ITA, về HCM và cả SSI các anh chị nhé. Đạt Phương khá là yếu, hỗ trợ cuối cùng của Đạt Phương là vùng 54. Thủng 54 thì chúng ta thấy là nó cũng gần về hỗ trợ rồi. Thủng 54 thì nó còn đi về vùng 49 ở đây thì nó mới kéo ngược lên trở lại. Thì đoạn này Đạt Phương đang hỗ trợ thì chúng ta sẽ giữ theo dõi cái chiều nó hồi phục lên đã. Những cái này lực bán nó khá là mạnh rồi, chúng ta cố gắng chúng ta giữ theo dõi đợi cái nhịp hồi các anh chị nhé. Đó là Đạt Phương. ITA này, ITA cũng đang bị gãy hỗ trợ này. Đây, gãy hỗ trợ này thì tìm về vùng 11 thì mới cân bằng trở lại. Đó là hỗ trợ của ITA. Tiếp theo đó là HCM về đây. HCM thì bắt đầu giảm được cái lực bán rồi. Tuy nhiên thì chỉ hồi phục ngắn hạn lên đâu đó tầm 29-30 rồi tiếp tục rơi vào cái đà giảm các anh chị nhé. HCM đây giảm đây, hồi phục lên trên này rồi bắt đầu tiếp tục rơi vào cái đà giảm tiếp theo ở phía bên dưới này. SSD rồi, SSD đang tiến sát về cái hỗ trợ 33 ở phía bên dưới này, loanh quanh vùng này. Và 34 ổn định thì sẽ có cái lực hồi lên trên này các anh chị nhé. Đó là SSI này. Cảm ơn thầy và chúc thầy sức khỏe. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Những giai đoạn này gần như là rất là khó khăn đối với các anh chị nhà đầu tư á. Do vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành để xử lý các cổ phiếu và các danh mục anh chị vẫn đang nắm giữ.
Đúng rồi, nhận định gì nữa, may là giảm 25 điểm chứ. Thì thị trường nó vẫn đang điều chỉnh và áp lực giảm rất là mạnh do áp lực tâm lý. Tuy nhiên chúng ta vẫn còn ngồi đây và làm video, mục đích của chúng ta là hỗ trợ cùng nhau để chúng ta trải qua những cái giai đoạn như thế này nó như thế nào các anh chị nhé, chứ không phải nó giảm rồi chúng ta bỏ qua rồi không hỗ trợ cho các anh chị nữa. Thì chúng ta thấy là lúc khó khăn rồi chúng ta không bên cạnh nhau thì nó cũng không phải là cái điều hay. Cảm ơn anh chủ. À, tại sao lỗ lại đem đi bán? À, cái câu hỏi này cũng rất là hay. Thì vấn đề lỗ mà đem đi bán á, thì nó nằm ở hai cái trường hợp, tức là các anh chị giảm mà mua thêm, tức là chúng ta chỉ mua và đầu tư ở cái hình thức là gọi là đầu tư trung và dài hạn, gom các cổ phiếu có giá trị, và khi nó giảm sâu á, về cái vùng hỗ trợ tiềm năng, về cái vùng chiết khấu cao, kết hợp với những cái cổ phiếu mà ví dụ ở trên này nó có cái gì ạ? Nó có cái nền tảng tài chính tốt, nền tảng tài chính cao, nền tảng tài chính an toàn, thì những cái cổ phiếu đó giảm lại là một trong những cơ hội rất tốt để chúng ta gom, đúng không? Đó là cái hình thức mà chúng ta đầu tư trung và dài hạn, tức là đầu tư một khoảng thời gian dài một tí. Thứ nhất là chúng ta ăn được cái vấn đề cổ tức, chi trả cổ tức hàng năm này. Thứ hai, khi mà nó giảm sâu về chúng ta sẽ có giá tốt, chiết khấu cao và mua được những cái vùng giá thấp đó, thì khi nó tăng ngược trở lại với cái kỳ vọng của cái doanh nghiệp làm ăn tăng trưởng và báo cáo tài chính nó liên tục có cái mức cập nhật lợi nhuận cao á, thì chúng ta lại có một cái lời về giá, đó là cái lợi nhuận kép khi mà đầu tư chứng khoán. Còn tại sao lỗ là bán? Đối với những nhà đầu tư ngắn hạn, họ đầu tư lướt sóng, thì chúng ta thấy là khi vi phạm cái điểm mua vào của chúng ta thì họ phải thoát ra khi mà nó vi phạm kỷ lục vùng giá các lỗ này, để làm chi? Họ giữ lại cái nguồn vốn và họ xem lại những cái cổ phiếu khác nó vào trend mới thì họ lại đầu tư một cái nhịp mới. Thì đó là hai cái hình thức đầu tư của từng cái nhà đầu tư rất là riêng biệt khác nhau, và cái cách xử lý của họ cũng khác nhau nữa, chứ không phải là chung một thị trường mà các cách xử lý nó giống nhau các anh chị nhé. Đó, đó là cái cách mình giải thích rõ ra các anh chị tại sao lỗ và bán. Tất nhiên bán lỗ là phải bán ở cái vùng kỷ luật, tức là qua gần dưới cái vùng cắt lỗ này là các anh chị phải chủ động bán ở cái mức vừa phải, tức là nó rơi vào cái vùng cắt lỗ rồi chúng ta phải bán rồi. Còn ví dụ như các anh chị giữ sâu thì chúng ta phải xem vào cái nội tại chúng ta có mua thêm được hay không. Chứ còn nó quá là yếu, còn nó không có thanh khoản, còn nó không có cái kỳ vọng gì trong tương lai mà lại mua thêm, thì đó là một cái hành động đi ngược với thị trường. Đó. Thì đó là một số chia sẻ cùng với các anh chị trong cái nội dung video ngày hôm nay. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều, và những cái nội dung video như thế này với cái mong muốn là giúp các anh chị có những cái cách xử lý tốt nhất cho cái danh mục đầu tư cá nhân của mình, và hãy thật là bình tĩnh và giữ kỷ luật thật là tốt trong quá trình mà chúng ta đầu tư trên thị trường.